Tập 66. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, Mị Nguyệt vẫn cố gắng chống chọi với cái chết. Dù sao thuốc giải cũng không còn, xem cô ta còn có thể chống cự bao lâu. Ê, quỷ độc dược đó không phải đã nói rồi sao? Nửa tháng sau, ma quỷ mê hoặc, thần trí điên đảo. Muốn kêu Mị Nguyệt này làm chuyện gì, cô ta đều làm cho chúng ta. Nhưng nếu Mị Nguyệt chết thật, thì nên giải quyết như thế nào đây? Trên dưới cung Bình Dương này đều biết rõ là cô ta đột nhiên phát bệnh, không trị mà vong, không liên quan tới chúng ta. Mị phu nhân, 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 nô tài là Mục Tân. Mục Tân, sao người lại ở nơi này? 3 năm trước, nô tài bị thương được đường phu nhân tương cứu. Sau khi vết thương lành, đường phu nhân sắp xếp nô tài tới Bình Dương cung. Mấy ngày trước, quỷ phu nhân bọn họ chiếm lấy nơi này. Nô tài ở đây làm nô dịch nên cũng không bị họ phát hiện ra, vô tình được biết phu nhân tới đây. Nô tài ngày đêm mong gặp phu nhân, chỉ là canh giữ nghiêm ngặt quá, luôn có người gác. Nô tài nghe nói phu nhân đang bệnh. Ta không bệnh, là ngụy phu nhân bọn họ cho người hạ độc ta. Hạ độc? Sao họ có giả tâm độc ác vậy? Bây giờ phải làm sao? 2 ngày trước, nữ y chí xuất thành hái thuốc bị loạn binh giết chết rồi. Bằng không nữ y nhất định có cách. Phu nhân, Mục Tân mất mạng cũng phải cứu người. Trong ngoài cung này ngày ngày có người canh giữ, sợ là ngươi không cứu nổi ta. Hơn nữa độc trùng đó hại ta ngày nào cũng phát tác, càng ngày càng nặng. Chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Không đâu, nô tài sẽ đi tìm người giúp. Sẽ có... À đúng rồi, đệ đệ của phu nhân nguy nhiễm tướng quân, nô tài đi tìm ngài ấy. Đáng tiếc là ta cũng không biết hiện giờ nguy nhiễm đang ở đâu. Xem tình hình, ta lành ít dữ nhiều rồi. Phu nhân, người đừng nói những lời không may. Nhất định sẽ có cách cứu phu nhân. Nếu ta không ra được, người phải nghĩ cách trốn ra. Đưa đồ vật này cho Dung đại nhân nha. Dạ. Mặt nguy hiểm cũng được. Có lẽ có một người, ngươi có thể đi tìm thử. Người đó là ai? Phía đông Hàm Dương. Người đó, người đó là con buôn Gia Long họ Lương. Ông ta là người của nghĩa cử quân. Được, phu nhân, nô tài đi ngay. Phu nhân, người tự bảo trọng nghe. Đi bao Mục Tân, đi nhanh, nhanh đi, đi đi. Ai vậy? Cần gửi thư gấp cho nghĩa cử quân. Mau vào đi. Lần này chúng ta đi Lịch Dương, cách Hàm Dương không xa. Công tử Trì đang dẫn binh đánh nhau rất náo nhiệt với Dương quân. Để bọn chúng đến mệt rồi, chúng ta sẽ ra tay rồi hưởng lợi. Có thể có một ngày chúng ta có thể đường đường chính chính đi vào thành Hàm Dương để vào phủ. Phải rồi, ngươi nghe nói chưa, tỷ tỷ đó có ngươi, Nguyệt công chúa cũng đã về Hàm Dương rồi. Thật sao? Vậy phải nhanh chóng. Nhanh chóng làm cái gì? Nhanh chóng thăm dò một chút. Có cần thiết như vậy không? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Ý của ngươi là gì? Lời trên binh thư. Tiểu tử, ngươi nhớ đó, bớt làm trò trước mặt ta đi. Chờ, bao. Chờ, Đại Dương. Đại Dương, Hàm Dương truyền tin tới. Có chuyện gì? Là Nguyệt công chúa. Nguyệt công chúa bị người mưu hại ở Hàm Dương, đang gặp nguy hiểm. Kẻ nào to gan vậy, dám động vào nữ nhân của ta? Tỷ tỷ gặp nạn. Hổ Quy Bạch Khởi, mọi người chúng ta đi Hàm Dương. Dạ. Phu nhân, Võ Dương Hậu, người bên phía Huyện Hậu tới, nó có đem theo thư, còn muốn gặp người. Cuối cùng Mỹ Xu cũng không giữ được bình tĩnh. Cô mẫu, người nói coi gặp hay là không gặp. Kêu hắn để thư tính lại đây. Cứ nói ta và Võ Dương Hậu lúc này không tiện, không thể gặp được. Dạ. Chắc chắn là Mỹ Xu nghe được tin tức gì. Cô ta muốn lập công tử Tráng làm vương, lại muốn chúng ta ra mặt thay mình. Chỉ tiếc là tính toán sai rồi. Chuyện quan trọng trước mắt chính là lấy thứ chúng ta muốn từ trong tay của Miện Nguyệt về tay chúng ta. Đúng vậy. Thời gian qua mau, chớp mắt mà đã 10 ngày rồi. Xem ra Miện Nguyệt ngày ngày bị độc trùng gặm nhấm, tinh thần đã ngẩn ngơ, xương cốt phân tán, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng không chịu nói. Người phụ nữ này cũng không vừa. Để cô ta gan thêm vài ngày nữa. Tới lúc đó, cô mẫu muốn Miện Nguyệt làm gì, cô ta cũng tình nguyện. Bên này, đi theo tôi. Quỳ công chúa, tỷ tỷ. Quỳ công chúa, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Nghĩa cử quân cứu ta. Đại yên tâm đi, đặt cô ta ở đây. Đi, đi. Đại Dương, bên đó sao rồi? Để dẫn các huynh đệ qua đó phóng hỏa rồi. Đục hay lắm. Chúng ta đi. Đi. Lão Dung, tình hình tỷ tỷ sao rồi? Lão Dung, ông nói ta biết đi, Quỳ công chúa bây giờ là sao? Độc trùng à? Ta biết là công chúa bị hạ độc trùng, nhưng có cách cứu không vậy? Trước đây người chúng ta cũng bị như vậy, ông cũng dùng canh đao hung quang loại trừ được mà. Không phải chứ? Sao lại không có cách nào có thể cứu được? Ông nghĩ cách cứu người đi, Lão Du. Ông nghĩ cách cứu người đi chứ? Ý cùng là đã quá muộn rồi. Vậy nàng ấy còn sống được bao lâu? Chỉ có 5 ngày thôi à? Tư Quyền, Du đại nhân, tình hình sao rồi? Nghe nói bị phu nhân bị đưa đi, không biết an nguy ra sao.
Có điều nhân mã cướp người từ Bình Dương cung là người của Nghĩa Cử Quân, nên ta khuyên tướng quân không cần lo lắng. Nếu là người của Nghĩa Cử Quân, tính mạng bị phu nhân sẽ không nguy hiểm đâu. Ta phải đi tìm hiểu cho rõ, mà không không thể an tâm. Mau tới Hàm Dương, nước Tần có đại nạn. Đi mau, nước Tần có đại nạn. Nhanh lên đi, không thể trơ mắt đứng nhìn. Nhanh lên, mau tới nước Tần. Nước Tần, nước Tần có nạn. Là đệ, tỷ nhìn đệ đi. Đây là Tiểu Lan. Tỷ sao rồi? Sao ngay cả ta tỷ cũng không nhận ra? Hiện giờ công chúa không nhận ra hết. Nhưng tỷ đang nói chuyện mà. Công chúa tự nói cho bản thân mình thôi. Tới nước Tần, đi mau, đi, đi tới nước Tần. Lão Du, Lão Du, nói dùng cách gì mới có thể cứu được tỷ tỷ ta? Nói, không nói, không nói ta giết ông. Nói đi, nói mau. Không cần biết dùng cách gì, kêu ta làm gì cũng được, kể cả dùng mạng của ta đổi lấy mạng của tỷ tỷ. Thật không, có thể dùng mạng của ta đổi lấy mạng của tỷ ấy? Được, mau lên, dùng mạng của ta đổi mạng của tỷ tỷ. Nào, ra tay đi, nhanh. Phải ta không? Có phải không? Vậy thì là ai? Là ai? Làm Du, ông nói ta biết là ai? Ai có thể cứu được mạng của tỷ tỷ ta? Ông nói đi. Đại Dương, nếu có cách cứu người công chúa, bọn đại sẽ không chối từ. Nhưng chuyện một mạng đổi một mạng, lão Du cũng không chắc. Ông ấy nói là nếu như trùng độc đó không chịu, cho dù cưỡng ép đi nữa, ông ta cũng không thể mời nó ra. Đại Dương, như vậy còn hại ngược lại người công chúa. Vậy ta cũng phải thử. Mặc dù lão Du nói trùng độc đó rất kén chọn, nếu như nó có chọn thì nó cũng không chọn ngươi đâu. Đại Dương, lẽ nào Hổ Quy ta là người tham sống sợ chết sao? Nhưng lão Du một khi khai pháp trùng độc đó thật sự linh, nó hại người bị chọn hung ác vô cùng. Lỡ như nó chọn trúng ai? Không biết ai, nhưng mà người đó nhất định là nam nhân ở trong bộ tộc chúng ta, hơn nữa là một người cương tráng mạnh mẽ. Đại Dương, đây chính là chuyện mà đại lo lắng. Những người này bao gồm cả Đại Dương. Nếu như nó chọn Đại Dương, chúng đại ngay cả thuốc giải trùng cũng không có. Nếu trùng độc đó chọn chúng ta, vậy thì chứng minh là độc trùng này rất có nhãn lực, chứng tỏ ta và Nguyệt công chúa có duyên có phận với nhau. Đại Dương, nhưng Nguyệt công chúa chỉ là một con ngựa cái, còn người là tuấn mã đầu đàn của Thảo Nguyên. Người không nên vì một mình công chúa mà tặng cả tính mạng. Nàng ấy không phải người ta đâu. Đại Dương, nàng ấy là nữ nhân mà ta thích. Ra ngoài. Thank you.
trường sinh tại thượng, trẻ con không hiểu chuyện, nói năng lung tung. Đại Dương, Đại Dương, đại Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Đại Dương, 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 Đại Nếu không có ai bắt được đậu đen nó thì sao đây? Chỉ nghĩ là độc trùng không chọn ai, vậy thì nữ nhân đó cũng hết cách rồi. Nhưng nếu như có ai bị độc trùng lựa chọn thì không phải mất mạng hay sao? Một mạng đổi một mạng. Độc trùng, ngươi của ta trẻ khỏe cường tráng, ngươi hại ta đi, đừng hại mỹ phu nhân nữa. Đại Dương, 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 đại Dương. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, không được mà. Được đâu Đại Dương. Đưa ta. Để ta bắt đi. Nếu ta bắt được thì đó là số mệnh của ta. Ông đang nói cái gì? Ông nói là cảm thấy ta sẽ bắt được, hay là vì chủ định trước ta sẽ bắt được gì? Vậy thì đừng phí lời, đưa cho ta. Đại Dương, quả nhiên ông nói không sai. Thảo quyền của ta, bách tính bộ tộc của ta, ta có thể làm đại dương của các ngươi, thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Đại Dương. Lão Dương, nhân mệnh của ta không tệ, ông thu xếp đi. Oh, 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 oh
Nóng lòng chết đi được. Tỷ, đây là Tiểu Lan đây. Tỷ có nghe thấy không? Tỷ không nghe thấy đệ nói gì sao? Tỷ không nghe thấy đệ gọi sao? Bọn chúng hay tỷ thê thảm như thế này. Tỷ yên tâm, để bọn chúng rơi vào tay của đệ rồi, đệ nhất định rút xương của bọn chúng, lột da của chúng ra. Để phải mang xương cốt bọn chúng cho chó gặm mới hả dạ. Sau đó để sẽ móc mắt của từng kẻ bọn chúng ra. Tiếp đến sẽ chặt tay chặt chân của bọn chúng. Cuối cùng sẽ đem thịt chúng nấu thành canh. Loại canh đó không uống được. Tiểu tỷ, tỷ có nhận ra đệ không? Đệ là đệ Tiểu Lan của tỷ đây. Tỷ có nhận ra đệ không? Đệ thực sự là Tiểu Lan đây. Người không phải là Tiểu Lan mà là Bạch Khởi. Đúng, tỷ nói đúng. Đệ là Bạch Khởi, đệ không phải là Tiểu Lan. Đệ là Bạch Khởi. Đại Dương. Mau lên. Lão Du đâu? Lão Du, cái thứ bỏ đi này chết đâu lão rồi? Lão Du đi đâu ông rồi? Ông ta vẫn trùng đập vào người của Đại Dương, bỏ mà không quan tâm. Ông ta trơ mắt nhìn Đại Dương đi vào con đường chết. Tướng quân bất giận, Lão Du vì cứu tính mạng của Đại Dương đã đi nghĩ cách giải độc rồi. Ông ta nghĩ được cách gì chứ? Mau lên. Lão Du cũng nóng lòng như tướng quân. Nghe nói sau khi độc trùng này đổi cơ thể đã rất điên cuồng, bắt buộc phải giết chết trong vòng 12 canh giờ đó. Ê, mau nói cho ta biết, ngươi biết làm sao để giết độc trùng đó không? Đúng vậy. Hình như nói là đem nước canh ở trong nồi canh của tối hôm qua thêm vào hồng hoàng, củ tỏi, xương bồ, dùng cành đào nhóm lửa. Cứ vậy mà nấu, để tới khi nấu cạn nồi canh thì độc trùng đó sẽ chết. Nếu đã như vậy, chúng ta làm thôi. Đúng vậy, làm thôi. Nhanh lên. Ở đây có cành đào, nhanh lên. Tướng quân. Hả? Hay là tướng quân đợi Lão Du về rồi làm cũng không muộn. Đợi cái gì chứ? Người thấy Đại Dương đau chịu không nổi không? Giết trùng độc sớm chút nào, cứu được Đại Dương sớm chút đó. Không nói với người nữa, chúng ta làm thôi. Đúng đó, làm thôi. Tỷ đang tìm gì vậy? Tỷ vốn có một cây trâm, chắc là ở bên chỗ Mục Tân rồi.
Là cái này sao? Khi Mục Tân gặp được đệ, để đưa nó cho đệ. Cây trâm này ở trong tay người khác không tác dụng gì, còn ở chỗ của ta lại giống như tính mạng của ta. Nếu như tỷ tỷ thích trâm cài như vậy, lần sau để ra ngoài, đệ sẽ làm thật nhiều cây cho tỷ, sau đó tặng cho tỷ nha. Ta bị họ hạ độc, vô phương cứu chữa, chỉ còn đợi chết. Sao chỉ trong một đêm đã cải tử hoàn sinh rồi? Là lão Du, lão Du đã dùng du thuật cứu tỷ. Trước đây nhìn lão Du khua khua múa múa, chỉ nghĩ ông ấy dùng nó dọa người, ai ngờ lại có thể cải tử hoàn sinh. Tỷ tỷ à, nếu lần này không có đại dương, tóm lại tỷ tỷ rất may mắn. Độc trùng thâm hiểm không thể đề phòng. Lúc nhỏ ta ở nước Sở, có một loại độc thuật dùng hoa nuôi sâu gọi là sâu độc tình. Hoa này được trồng bằng máu thịt nữ tử để nuôi sâu độc. 3 tháng hoa nở thấm sắc vô cùng. Người nuôi sâu hái hoa xuống làm thành độc tình. Nữ tử nuôi sâu sẽ hạ độc với nam nhân mình đã để mắt tới. Người trúng độc không được lưu luyến gì những nữ tử khác, bằng không độc trùng sẽ cảm thấu tim nam nhân đó, đau đớn khổ sở. Loại độc trùng này có thuốc giải hay không? Thuốc giải chính là tính mạng của nữ tử nuôi sâu. Nếu nữ tử nuôi sâu giải du độc trên người tình nhân, vậy thì nữ tử cũng không sống được. Người nuôi độc trùng chắc chắn là dùng tình rất thâm, lý mạng nuôi độc trùng mới trở thành như vậy. Tình độc cổ này thế gian hiếm thấy. Tỷ tỷ, đại dương trúng độc rồi. Ý đệ là đang đùa với ta sao? Tỷ tỷ có biết là tại sao tỷ hồi phục nhanh vậy không? Chỉ mới qua có vài canh giờ thôi. Là nghĩa cử dương, dùng mạng mình để cứu tỷ. Tỷ tỷ trúng độc quá nặng, vốn vô phương cứu chữa. Nhưng mà lão Du nghĩ ra một cách là dùng mạng đổi mạng. Nhưng mà độc trùng đó, trong tất cả bao nhiêu người ở đây, lại chọn trúng đại dương. Để nói dùng mạng đổi mạng, đổi mạng ra sao? Lão Du hành pháp để đại dương dẫn nhập độc trùng vào cơ thể của mình. Độc trùng đã vào cơ thể của nghĩa cử quân, vậy không phải tính mạng ngài ấy đang lâm nguy sao? Nghĩa cử quân đang ở đâu? Đang ở trong lều của lão Du. Để dẫn ta đi, ta phải gặp ngài ấy. Tỷ tỷ còn chưa khỏi bệnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiếp tục thêm cành đào. Ê, ngươi hung hăng lộng hành, rơi vào tay Hổ Quy ta, sẽ ta trị ngươi thế nào? Tướng quân, hình như tình hình của nghĩa cử dương không ổn. Chính là độc trùng phát tác, xem ta làm sao xử lý nó. Mau bỏ thêm cành đào, đốt lửa lớn lên nữa, xem độc trùng ngươi lợi hại hay là Hổ Quy ta lợi hại. Đúng, đúng cho nó, đúng cho nó. Giống như đại dương. Nghĩa cử dương, nghĩa cử dương, nghĩa cử dương, đại dương, đại dương, đại dương, sao rồi đại dương? Đại dương, tại sao đột nhiên nghĩa cử dương không ổn vậy? Phải giờ ngọ, sao phải đợi tới giờ ngọ mới có thể nhóm lửa? Nhóm lửa sớm loại trừ trùng độc đó sớm, có gì không tốt? Tướng quân, tướng quân, lão Du nói gì vậy? Xong rồi, không đâu. Nhóm lửa sớm, âm khí của đại dương không đủ, không những không thiêu chết trùng độc được, ngược lại còn hại đại dương. Là ta đã hại đại dương. Lão Du, lão Du, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao hả lão Du? Là ta đã hại đại dương, ông để trùng độc đó tới tìm ta, ta đền mạng cho đại dương. Lão Du, lão Du, ta cầu xin ông. Lão Du à, lão Du, lão Du, đại dương lỏng rồi. Đại dương, đại dương, ta không trách ngươi, ta không sao hết. Đại dương,
Đại Dương, Mục Tông, nghĩa cử quân sao rồi? Phu nhân, giống vậy lão du có cách giết độc trùng để cứu tính mạng của nghĩa cử quân, nhưng mà do chúng nô tài nhóm lửa đốt trước giờ ngọ, không giết được độc trùng, ngược lại còn hại nghĩa cử quân. Nghĩa cử quân sao lại không ổn rồi? Nghĩa cử quân là ta, ta là Mị Nguyệt. Ngài nghe thấy ta nói không? Ngài là nam nhân không sợ chết nhất mà ta từng gặp. Ngài không sợ chết thì càng phải sống tiếp. Ngài nghĩ xem, ngài vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm, sao có thể buông tay mà đi chứ? Nghĩa cử quân, ngài nghe thấy ta nói chuyện không? Đây là số mệnh của ta, vẫn may là nàng không sao hết. Số mệnh cái gì chứ? Ta không cho phép chàng đi, chàng có nghe rõ không? Duyên phận của chúng ta cũng chỉ tới đây mà thôi. Ta từng nói không cho phép chàng đi, chàng có nghe thấy không? Ta không cho chàng đi, chàng không được bỏ ta, chàng nghe thấy không? Nghĩa cử quân, nghĩa cử quân, chàng đã từng nói, chàng từng nói với ta, chàng nói ta là nữ nhân của chàng, chàng vẫn chưa lấy ta, sao để ta thành nữ nhân của chàng được? Nàng nói, nghĩa cử quân, nàng vừa nói nếu ta có thể sống tiếp thì nàng sẽ làm nữ nhân của ta. Mị Nguyệt xin thề ở đây, chỉ cần Đại Dương vượt qua cửa này, ta chính là nữ nhân của chàng. Chàng có nghe thấy không? Nói lời giữ lời, làm nữ nhân của ta. Giữ lời, nghĩa cử quân. Nghĩa cử quân, nghĩa cử quân. Lão Du, tới giờ ngọ chưa vậy? Mau, họ lên, nhìn xem, họ lên. Đại Dương, tới giờ ngọ rồi, Đại Dương, tới giờ ngọ rồi. Nhóm lửa lên. Nhóm lửa, bữa nay ta phải liều chứ nó. Cố nó không cố ta, tính mạng của ta giao cho các ngươi. Lão Du, nhóm lửa. Lão Du, nhóm lửa mau lên. Nhanh, mau lên. Chưa cần đau, mau lên, nhóm lửa nhanh lên đi. Nghĩa cử quân, chàng yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ ở đây với chàng. Nghĩa cử quân,
Chàng thấy sao rồi? Nghĩa Tử Quân, Đại Dương. Lão Dương. Đại Dương.